Sáng ngày 4 tháng 5, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô phối hợp với Trường Đại học Thành Đô và các đơn vị tổ chức chương trình đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành sức khỏe, ngôn ngữ tại Trường Trung học Phổ thông Trương Mỹ B, xã Đồng Phú, huyện Trương Mỹ, Hà Nội. Chương trình là hoạt động trong chuỗi chương trình đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến về tư vấn hướng nghiệp năm 2024. Chương trình lần này có sự tham gia của đại diện vụ giáo dục đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện các trường đại học, doanh nghiệp, doanh nhân và hơn 1.000 học sinh trung học phổ thông tham gia trực tiếp. Hoạt động hướng nghiệp thì có ý nghĩa vô cùng quan trọng với bạn học sinh trung học phổ thông và toàn xã hội. Nó giúp các bạn biết được là cái điểm mạnh, điểm yếu của mình để có sự lựa chọn đúng đắn về nghề nghiệp trong tương lai, và nó cũng góp phần để cơ cấu cái nguồn nhân lực vào những cái vị trí phù hợp để cho cái cơ cấu nghề nghiệp nó được ổn định. Tại chương trình, lãnh đạo vụ giáo dục đại học trực tiếp cung cấp thông tin mới nhất về những quy định, các mốc thời gian tuyển sinh trong năm 2024, cũng như những lưu ý quan trọng khi đăng ký tuyển sinh. Bên cạnh đó, chuyên gia từ các trường đại học cũng trả lời câu hỏi của học sinh về định hướng nghề nghiệp, chọn ngành, chọn trường cùng nhiều lưu ý quan trọng khác khi đăng ký xét tuyển. Cùng với đó là tiềm năng việc làm của các nhóm ngành cũng như bí kíp chọn trường, chọn ngành đăng ký học như thế nào để phù hợp nhất với bản thân. Trong khuôn khổ chương trình, đại diện các cơ sở giáo dục giới thiệu đến học sinh phương án tuyển sinh, chỉ tiêu xét tuyển, mức học phí cũng như giới thiệu các ngành nghề đào tạo của trường. Chương trình đối thoại tư vấn hướng nghiệp do báo Tuổi Trẻ Thủ Đô chủ trì tổ chức và Trường Đại học Thành Đô là một đơn vị phối hợp cùng tổ chức với báo Tuổi Trẻ Thủ Đô. Đây là một cái chương trình rất là thành công, bởi vì thông qua cái chương trình này có 4 chuỗi sự kiện đối thoại tư vấn hướng nghiệp đã được tổ chức tại các quận, huyện của thành phố Hà Nội. Thông qua chương trình này, các thí sinh chuẩn bị dự thi tốt nghiệp trong năm 2024 và xét tuyển vào các trường đại học sắp tới, các thí sinh sẽ có cái kiến thức nền tảng trước khi chọn ngành, chọn nghề và có kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực nghề nghiệp mà mình định học. Hoạt động hướng nghiệp, tư vấn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với học sinh trung học phổ thông và toàn xã hội, góp phần cung ứng nguồn nhân lực với cơ cấu phù hợp. Hướng nghiệp sớm giúp các em có thời gian chuẩn bị tinh thần, kiến thức cũng như tìm hiểu sâu về nghề, từ đó có nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, chọn được nghề phù hợp với bản thân và nhu cầu của thị trường lao động.